Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại kênh Kinh Con Việt Nam, mình là Ngọc đây. Để tiếp tục series màn hình mở rộng cho Camera Viewer thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu mới tinh tại Việt Nam. Đây chính là mẫu S6 Plus. Và hãy cùng mình khám phá xem là S6 Plus này có gì nha. Mình xem là bộ S6 Plus này có gì nha. Đầu tiên chính là màn hình S6 Plus Viewer với kích thước là 5.5 inch, độ phân giải của nó là 1920x1080 pixel, ánh sáng của nó sẽ đạt được là 500 cd/m², cổng input và output để nhận tín hiệu 4K. Màn S6 Plus này thì sẽ sử dụng pin ngoài, một là các bạn có thể sử dụng pin Canon LBE6 hoặc là pin Sony F970. Điểm đặc biệt nhất của màn hình S6 Plus chính là màn hình cảm ứng, các bạn có thể thực hiện thao tác ngay trên màn hình luôn. Đi kèm là một tấm che nắng, một dây cáp HDMI và một barrier để kết nối. Và bây giờ thì hãy cùng mình thử kết nối này với camera để xem mà nó sẽ hoạt động như thế nào nha. Bắt đầu sử dụng thì các bạn phải nhấn nút nguồn thì màn hình sẽ hiện lên. Mình sẽ qua chế độ menu. Đó. Màn hình cảm ứng nên là rất là dễ thao tác. Các bạn có thể tùy chỉnh theo cái nhu cầu. Trên đây là một số thông tin cơ bản về màn hình Viewer F6 Plus. Các bạn cần thêm thông tin gì nữa thì có thể comment ở phía dưới clip này cho mình biết, hoặc là tới 61 Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình để trải nghiệm sản phẩm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong sản phẩm tiếp theo. Bye!